chỉ giá các mặt hàng như là rau, củ, quả, thịt tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng giá, mà cả phí cước giao hàng cũng tăng, khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn khi mua hàng. Một người dân nhậm tính, để mua được một tô bún thì giá cước giao hàng còn cao hơn giá trị sản phẩm. Mặt khác, thực tế ghi nhận 2 tuần gần đây, một số người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ khó mua được các sản phẩm như là mì gói, miếng khô và các loại bột. Tại một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi thì có tình trạng thiếu hàng, còn chợ trên mạng thì giá tăng cao. Trong khi đó, tại Hà Nội, theo công văn mới của thành phố, chính quyền yêu cầu 100% các điểm bán như là siêu thị, các cửa hàng tiện lợi phải trang bị camera và mã QR code để phục vụ truy vết và phòng chống dịch bệnh. Một số tin tức đáng chú ý khác, lác đác hàng quán chuẩn bị mở cửa trở lại ở Thành phố Hồ Chí Minh. 70% doanh nghiệp thất bại khi chuyển đổi số. Hai ông lớn Samsung, LG ồ ạt tuyển hàng nghìn nhân sự tại Việt Nam. Vỏ bọc độc đáo của ngôi nhà được ví như là ốc đảo xanh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào khán giả đang theo dõi một điểm tin kinh tế xã hội vào ngày 10 tháng 9 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, là một trong những đô thị nhộn nhịp nhất Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột không tránh khỏi ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19. Đến nay thì toàn thành phố Buôn Ma Thuột vẫn đang thực hiện đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 lần thứ 2. Hiện số ca nhiễm COVID-19 vẫn còn tăng lên từng ngày. Nhiều nhà hàng, quán cà phê và karaoke vì thế mà phải tạm đắp chiếu dừng hoạt động. Đường Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi từng là con đường rộn ràng bậc nhất thành phố Buôn Ma Thuột với nhiều nhà hàng và quán cà phê. Tuy nhiên thì trong dịch bệnh COVID-19, con đường này mang lại vẻ ngoài hẩm hiu, khác hẳn thường thấy. Một chủ nhà hàng trên đường Nguyễn Khuyến đã chia sẻ với phóng viên Dân Việt rằng quán tôi đóng cửa hơn một tháng nay từ khi có văn bản dừng các hoạt động nhà hàng. Trước đây thực hiện chỉ thị 15, quán vẫn được phép mang về nên vẫn còn người mua. Nhưng nay thực hiện chỉ thị 16 nên chúng tôi đóng cửa hẳn. Quán thì đóng nhưng lại ngân hàng vài chục triệu, tiền mặt bằng vài chục triệu, chúng tôi vẫn phải trả đều đều mỗi tháng. Trong khi đó, từ đầu tháng 5 năm 2021, karaoke, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em là những loại hình dịch vụ được yêu cầu ngừng hoạt động sớm nhất. Tính đến nay thì loại hình dịch vụ này đã ngừng được khoảng 4 tháng. Theo nhiều chủ quán thì nhiều tháng nay không thể kinh doanh được, không có nguồn thu nhập nên phải cho một số lượng lớn nhân viên nghỉ việc. Một số khác vẫn cố gắng duy trì nhưng tiền lương thì đã bị cắt đi đáng kể. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đã yêu cầu 100% các điểm bán hàng như là siêu thị, các cửa hàng tiện lợi phải trang bị camera và mã QR code. Theo công văn mới, đối với các hệ thống phân phối hiện đại như là siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi kinh doanh, các cửa hàng kinh doanh, thành phố Hà Nội đã yêu cầu 100% các điểm bán phải trang bị camera và mã QR code. Trong trường hợp bị ngãn mạng và khách không có thiết bị điện thoại hoặc là không thể quét mã QR code, thì cửa hàng phải hỗ trợ thực hiện hoặc là khai báo trên tờ khai. Đối với các chợ, thành phố Hà Nội đã yêu cầu khuyến khích thực hiện quét mã QR code đối với khách ra vào chợ. Cục Quản lý Thị trường thành phố sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để tăng cường kiểm tra, giám sát với việc là triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có quét mã QR code tại các điểm bán. Đối với các điểm bán đã được hướng dẫn nhưng không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền có thể là xử lý theo quy định. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo sơ kết 15 ngày thực hiện chỉ thị 11 của Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường giãn cách xã hội. Về kế hoạch từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm. Về một số nhiệm vụ cụ thể thì thành phố đã mở chiến dịch tiêm chủng toàn thành phố, đặt mục tiêu bao phủ mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9. Đồng thời tiêm mũi 2 cho những người đến lịch tiêm, ưu tiên cho những người nguy cơ cao trên 50 tuổi và có bệnh nền. Thành phố đã cho phép mở lại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, shipper được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Vùng đỏ cho phép shipper đi chợ hộ, người dân vùng xanh được phát phiếu đi mua hàng một lần một tuần. Riêng quận 7 và huyện Củ Chi thì người dân được đi chợ hai lần một tuần. Người đi mua hàng phải được tiêm mũi 1 hoặc là F0 đã khỏi bệnh. Các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ mang đi, hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ và hộ gia đình. Đáng chú ý là các hoạt động bán hàng online, dịch vụ giao nhận trực tuyến được hoạt động trở lại thông qua shipper, doanh nghiệp vận tải, bưu chính và logistics.
Thưa quý vị, theo các ứng dụng, giá cước dịch vụ giao hàng nội quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục ở mức cao do thiếu shipper, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá để cân bằng cung cầu. Đặt một đơn hàng tổng giá trị là hơn 500.000 đồng giao trong thành phố Thủ Đức, anh Hoàng đã không khỏi chùn tay khi người bán đã thông báo phí ship ở mức là hơn 120.000 đồng cho quãng đường gần 10 km. Chia sẻ với phóng viên báo Sinh, anh Hoàng đã cho hay, tiền ship bằng 1/4 tiền hàng, dù túi hàng chỉ chưa tới 1 kg, mình đành ghép đơn với hai nhà hàng xóm để chia nhau tiền ship. Thành phố khuyến khích mua sắm online nhưng phí ship cao như thế này thì quá khó cho người tiêu dùng. Không chỉ là anh Hoàng mà người dùng có nhu cầu giao nhận hàng trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh đều đang gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ này do giá ship cao. Chị Nguyên ở quận Bình Thạnh cho biết hiện nay gọi ship giao hàng rất khó và giá cao. Ship trong ứng dụng từ 40.000 trở lên, còn ship ngoài lên tới là từ 50 đến 100.000 đồng. Chị so sánh mua một tô bún nhưng giá ship còn cao hơn cả giá sản phẩm nữa. Trao đổi với Sinh, các ứng dụng giao hàng cho biết có ghi nhận việc giá ship nội quận, huyện đã tăng lên ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp lý giải rằng do lượng shipper hiện tại thỏa mãn các điều kiện như là đã tiêm vaccine, đăng ký với Sở Công Thương, thực sự muốn ra được rất hạn chế khiến cho giá ship tăng lên theo quy luật cung cầu. Đại diện một ứng dụng gọi xe cho biết công việc của shipper giai đoạn này cũng rất vất vả, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, phải thực hiện nhiều quy định của lực lượng chức năng. Nên nếu mức phí giao hàng không hợp lý sẽ không tạo đủ động lực để shipper ra đường hoạt động. Bên cạnh đó thì nhiều tuyến đường cũng đã bị chặn để phục vụ chống dịch khiến cho shipper phải đi vòng, quãng đường giao hàng xa hơn so với thông thường. Loship cũng đã thừa nhận giá ship hàng nội quận tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng, nguyên nhân chính là đến từ việc khan hiếm shipper. Hiện nay nhu cầu giao hàng của người dân quá lớn, số lượng shipper được cấp phép hoạt động còn hạn chế, dẫn đến tình trạng chênh lệch cung cầu và tỷ lệ hủy đơn hàng khá cao. Thưa quý vị, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống theo hình thức là bán hàng mang đi để được hoạt động trở lại, chỉ có một số ít cửa hàng chuẩn bị mở cửa. Vào chiều ngày 9 tháng 9, đa số các hàng quán trên địa bàn thành phố vẫn đóng cửa im ắng. Tuy nhiên thì vẫn có một số ít cửa hàng kinh doanh ăn uống như là cơm tấm, gà ta và bún bò đã bắt đầu dọn dẹp để buôn bán sau nhiều tháng ngừng hoạt động. Ông Trần Quang Tuấn, chủ quán cơm tấm trên đường Baxter, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông đã thuê mặt bằng kinh doanh với giá là 45 triệu đồng trên một tháng. Từ khi hàng quán bị ngừng hoạt động thì gia đình của anh gặp rất nhiều khó khăn do không còn nguồn thu nhập nhưng vẫn phải cầm cự để đóng tiền nhà. Ông Tuấn đã chia sẻ rằng giá nguyên liệu tăng cao cộng với việc nhập hàng để buôn bán trở lại rất khó khăn nên tôi phải nhờ người thân ở dưới quê mua thịt, cá và rau củ và vận chuyển bằng xe tải lên. Việc này đã cũng có chút bất tiện nhưng phải chấp nhận thôi để được bán trở lại, có đồng ra đồng vào là tôi mừng lắm rồi. Anh Ngọc, chủ quán bún bò Huế trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh cho biết rất phấn khởi vì thành phố đã cho hoạt động trở lại. Do chưa rõ cách đăng ký bán hàng trở lại như thế nào, anh đã chủ động liên hệ với phường để hỏi về việc quy định và hình thức test COVID-19 cho nhân viên. Về giá bán, anh Ngọc cho biết sẽ cố gắng giữ lại mức giá cũ, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào đã tăng cao hơn nhiều và khó nhập hàng. Để được phép hoạt động trở lại, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán theo hình thức là bán hàng mang đi từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày. Các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức là 3 tại chỗ, kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến và giao hàng qua shipper. Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ sở này phải đăng ký kinh doanh với địa phương để được cấp giấy đi đường, bảo đảm lao động đã tiêm ít nhất là một mũi vaccine và test nhanh âm tính 2 ngày một lần. Thưa quý vị, gần 2 tuần trở lại đây, một số người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phải mua một số loại mì gói, miếng khô và các loại bột trên chợ mạng với giá tăng cao. Trong khi đó thì tại một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi có tình trạng là thiếu hàng và khó mua. Chị Hạnh, một người dân ở thành phố Thủ Đức cho biết, chị đã bất ngờ khi lên mạng tìm mua đồ, một thùng mì Hảo Hảo, bình thường khoảng là 100.000 đồng, thì nay lên tới là 145.000 đến 160.000 đồng. Miếng Phú Hương từ 212.000 đồng lên tới là 290.000 đồng. Các loại bột, nuôi cũng đã tăng giá cao là từ 30.000 đến 40.000 đồng. Chị Ngọc Thúy ở quận 4 đã chia sẻ với phóng viên báo Sinh. Mì gói, bún, miếng phở khô là thực phẩm phổ biến của người có thu nhập hạn chế trong mùa dịch như hiện nay, nhưng mặt hàng này lại khó tìm mua và có giá khá cao. Theo khảo sát của Sinh, thì một số siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng là khan hiếm một số loại mì gói, phở khô, miếng và đồ hộp. Đại diện siêu thị cho hay, còn một số sản phẩm như là mì gói vẫn về hàng nhưng hết sức nhanh trên kệ.
Theo đại diện này, nhu cầu tăng cao, các tổ chức và cá nhân mua một số lượng lớn để làm từ thiện. Trong khi đó, thì nhà sản xuất phải đáp ứng điều kiện ba tại chỗ và gặp khó khăn trong khâu vận chuyển nguyên liệu, do đó không thể cung ứng kịp. Thực tế hiện nay là việc thiếu nhân liệu sản xuất, thiếu nguyên liệu do khâu vận chuyển gặp khó khăn và một số đối tác cung cấp nguyên phụ liệu đã ngưng hoạt động, đã dẫn tới cung cấp không đủ hàng cung ứng. Nguy cơ đứt hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện công ty sản xuất bột mì Vimafor cho biết, hiện nay công suất sản xuất của doanh nghiệp quá nhỏ, không thể là đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Còn bà Nguyễn Ngọc Liên Chi, đại diện công ty sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Chương, chuyên kinh doanh các loại bột mì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho biết, hiện nay thì hàng không thiếu nhưng bị tắc khâu vận chuyển. Theo bà, các nguyên liệu sản xuất về thành phố Hồ Chí Minh đã giảm rất mạnh, đặc biệt là trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội, chưa kể là giá tăng cao. Bà Chi đã cho biết thêm, ngoài ra thì dịch bệnh không có lao động, đi lại khó khăn, chi phí ba tại chỗ, nguy cơ lây lan nhiều nên nhà cung cấp cũng dừng hoạt động, khiến cho nguồn cung giảm sút. Trước đó trao đổi với Sing, ông Kajiwara Junichi, tổng giám đốc công ty Ecoop Việt Nam cho biết, thời gian gần đây tổng sản lượng sản xuất của công ty đã bị giảm so với bình thường do tình hình dịch bệnh phức tạp, cộng với công việc thực hiện phương án ba tại chỗ. Ông đã thừa nhận rằng số lao động đăng ký ba tại chỗ chỉ chiếm khoảng là một nửa tổng số lao động, do đó sản lượng sản xuất giảm rất nhiều so với bình thường. Điều này đã dẫn đến một vấn đề lớn là nguồn cung của chúng tôi đang không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ đưa tin tại hội thảo chuyển đổi số góp phần tăng trưởng thị trường của doanh nghiệp sau đại dịch tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 9. Các chuyên gia cho hay, hầu hết là các doanh nghiệp đều sẵn sàng cho quá trình số hóa, nhưng để thực sự thành công lại đòi hỏi là rất nhiều yếu tố. Bà Nguyễn Thị Yến Ngọc, trưởng phòng bán hàng kỹ thuật số Citibank Việt Nam đã chia sẻ rằng, những thống kê trong đại dịch cho thấy là những cơ hội rất lớn cho các công ty khi chuyển đổi số, đón đầu thời kỳ bình thường mới sau đại dịch. Chẳng hạn như là có đến gần 69% người dùng điện thoại ở Việt Nam để mua sắm online, trong đó 83% lên mạng để nghiên cứu sản phẩm trước khi mua. Theo thói quen này thì rất khác so với trước đây, vì khi muốn mua hàng, người ta thường đến tận nơi để lựa chọn. Hay là nhu cầu về giao hàng cũng đã tăng đáng kể sau một năm. Mức độ tìm kiếm về các từ khóa như là dịch vụ giao hàng và giao hàng trong ngày đã tăng lần lượt là từ 40% và 30% so với năm trước. Theo bà Ngọc, các công ty có thể nắm vững những xu hướng này để có thể chiến lược hóa kinh doanh, đem lại kết quả tốt nhất. Điều này thì không chỉ đúng ở thành thị mà ngay cả nông thôn hiện cũng đang ghi nhận trên là 90% người dùng đã tiếp cận với Internet và tham khảo các kênh bán hàng online nhiều hơn. Tuy nhiên, theo ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc khối tư vấn công nghệ số FPT Digital, ước tính có đến là 70% doanh nghiệp đã gặp thất bại khi thực hiện chuyển đổi số. Nguyên nhân là vì không đạt được sự thống nhất, đồng thuận về tầm nhìn, mục tiêu hay là thiếu sự liên kết, hoạch định nguồn lực. Theo Ngọc, cần xác định chuyển đổi số là một quá trình, không đơn giản là mục đích đến. Đó là chặng đường dài cần phải được liên tục nâng cấp theo sự phát triển hàng ngày của công nghệ. Thưa quý vị, Samsung hiện đang thu hút hơn 170.000 lao động làm việc trong các nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì dự án mở rộng cơ sở sản xuất của LG ước tính là sẽ tạo ra khoảng là 5.000 việc làm mới, cùng với hàng triệu đô la Mỹ đóng góp cho nền kinh tế Hải Phòng. Digitimes Asia đã đưa tin, cùng với việc là đầu tư 230 triệu đô la Mỹ nhằm xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội, Samsung sẽ tuyển dụng là 2.200 đến 3.000 dân sự. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022, trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất Đông Nam Á. Một nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng, smartphone và xe hơi trị giá là 1,5 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn điện tử LG Electronics tại Hải Phòng. Việt Nam cũng đang trong quá trình tuyển dụng kỹ sư và công nhân. Vào đầu năm nay, LG Display đã thông tin rằng công ty đã lên kế hoạch mở rộng cơ sở sản xuất màn hình diode phát quang hữu cơ tại Việt Nam. Việc số vốn này sẽ mang lại khoản đầu tư tích lũy của LG Display tại Việt Nam lên đến hơn là 3,2 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt đây sẽ là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hải Phòng tính đến nay. Kế hoạch đầu tư sẽ tạo ra là 5.000 việc làm mới cùng với hàng triệu đô la Mỹ đóng góp cho kinh tế thành phố. Hiện tại, cơ sở của LG Display tại Hải Phòng đang tuyển các vị trí như là luật sư, cố vấn, kỹ sư cho việc nghiên cứu và phát triển sản xuất công nghệ. Tính đến nay, Samsung đã đầu tư hơn là 17,5 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam, tạo ra việc làm cho hơn 170.000 lao động địa phương. Samsung có các cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, chuyên sản xuất thiết bị cầm tay và điện tử gia dụng.
Thưa quý vị, tọa lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp và đông đúc, Vinhomes đã nổi bật dù được xây dựng trên một khu đất dài và hẹp, được thiết kế như là một chốn nghỉ dưỡng để gia chủ trở về sau một ngày công việc bận rộn. Ngôi nhà như là được phủ một lớp vỏ bọc che chắn cẩn thận, dẫn dắt mọi người vào một không gian ngập tràn cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Bước qua lớp vỏ bọc thép bên ngoài là một không gian giếng trời tràn ngập ánh sáng xuyên qua 3 tầng nhà. Đặc điểm thiết kế này giúp cho mang ánh sáng tự nhiên vào trong từng căn phòng, khắc phục kinh tế của mặt bằng chật hẹp. Khoảng không gian tràn ngập cây xanh cũng đã tạo ra sự kết nối thị giác trong toàn bộ ngôi nhà, bởi các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng tầm nhìn ra ốc đảo xanh từ bất kỳ phòng nào. Tầng trệt chứa các phòng chức năng sinh hoạt chung chính như là nhà bếp, khu vực ăn uống và sinh hoạt chung. Do nhu cầu không gian sống ở tầng trên ít nên ngôi nhà đã được phát dần về phía trên để giảm diện tích các tầng trên. Kết quả là mặt tiền công cho phép là ánh sáng tự nhiên vào sâu trong ngôi nhà dài và hẹp. Các viên gạch thông khí trên hệ thống làm chắn gió được bố trí không theo quy luật, vừa bảo đảm an ninh, thông gió nhưng cũng mang lại tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Hệ thống này cũng hoạt động như là một giàn cây nhờ được bao phủ bởi những cây dây leo, tạo nên một bức màn xanh giúp cho ngôi nhà luôn mát mẻ và bảo đảm sự riêng tư. Kính thưa quý vị, mùa tin kinh tế xã hội của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.